Chào chào ông Long. Chào tất cả các bác nhé. Vẫy tay cái chào. Chào các bác kênh Một Long Vlog. Khán giả kênh Một Long Vlog. Chào khán giả kênh Một Long Vlog nhé. Cháu giới thiệu cho tên này. Nguyên. Ở địa chỉ thì là vườn. Vườn Sơn Nam Giang. Nguyên vườn này là có bao nhiêu cây cơ? 265 cây. Cháu đi được chứ? 265 cây. Cháu là dòng người lớn chưa? Mới dòng. Không, dòng đào được mấy năm. Mới dòng năm đầu tiên. À, đầu tiên mới dòng 265 cây. Ở cái ruộng này gì? Đây con này. Thì anh định quyết định bán ruộng này bao nhiêu? Đứng quay đấy, 150 vâng. 150.000 cây có bán xô đấy hả? Ừ, đây các bác nhìn này, 150.000 cây cũng đều lắm, cây to, nhưng có cái là nó không được đều lắm nhỉ. Yeah. Năm nay dòng đầu tiên thì phải hả? Ừ, đây cái này lở đẹp. Đấy. Đúng thế không? Đấy, cây này thì đấy, đi chậm thôi, họ xem. Đi nhanh lắm, ui, cây này. Đâu vào như cây này đẹp nhỉ? Coi không? Những cây kia hơi chậm một tẹo nhỉ? Đấy, sau sang này họ ngắm. Đấy, tôi sẽ lướt qua để các bác. Đấy, Nguyên là đi đây. Để có đi đi dọc này, các bác nhìn mắt này. Đấy, chậm lưng cá. Thế là cháu dòng năm nay có một ruộng này này. Đầu tiên, thế trước làm gì? Hả? Làm công ty. Nhưng giờ làm công ty chứ hả? Không, giờ nhà. Thế hai vợ chồng làm công ty. Đấy, đào nhà cháu đi chậm. Đào nhà cháu tập, cháu anh này. Là cây cũng đều cây đi. Cháu lấy 150.000, các bác xem clip mà cảm nhận mà mua được các bác điện. Đấy, một dòng view rất chậm. Từng cây một. Nhưng mà giả sử như người ta mua hết là có thủ tục không? Từ từ mua lên thương lượng nhá. À ừ, thương lượng gì? Ừ, đây các bác. Các bác mà đến mà xem vườn đào mà lấy được hết thì cháu lại sẽ thương thảo lại cho các bác. Hôm nay là tất cả các ruộng đều bật mắt đẹp. Mấy hôm trước thì không ấy. Đấy, cây to lắm. Đi luôn nữa để cho đi xong đi. Để cho họ ngắm thêm. Đấy, đi chậm nhé. Đấy, cây này có nhìn này. Đấy. Đấy. 300 bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Tổng 265 cây. Thì chắc độ, nếu mà các bác nào vừa cắt hết ấy, thì độ 265 à? Thì độ 240 nhỉ? Còn 20 cây bé bé thì đấy là người ta mua hết ruộng ấy. Ừ, thế nhưng mà người ta mua hết ruộng ấy. Để cắt hết đi. Đây này. Được không anh? Được rồi. Anh. Độ 265 thì mua hết độ khuyến mãi ta 20 cây được không? Rưỡi. Hả? 250. Đây còn 15 cây khuyến mãi. Đây. Hoa. Wow. Hôm nay là chiều sáng 18. Đâu? Sáng 18 chứ. 18 âm lịch. Ông Long view ruộng đào nhà cháu anh. Giá 250. Đấy. Rồi anh chào khán giả của ông Long ấy. Ông đọc điện thoại. Mời các bác mua đào nhà cháu. Long Vlog nha. Rồi. Điện thoại là đọc to đọc chậm. Có nhớ không? Em giở điện thoại. Giở điện thoại ra đi. Chứ nhớ không có nhầm cái thì mất công.
bao nhiêu? 30408. Đọc chậm đâu lần nữa. 055 99 30 408. Đọc lại, đọc chậm. 3 số 4 số 1 3 số 1 055 993 408. Đến nhà vườn 055 99 30. Thế lại khác lúc trước à? Xong rồi tí ông lấy điện thoại ông ghi màn hình, tí ta lấy số máy để ghi thôi. Địa chỉ thôn thôn vườn xã Hương Sơn, huyện Lục Nam, Lục Nam. Mời các bác xem bác nào điện đăng ký, nếu mà ưng vườn nào cũng rong thì điện vào cho số của cháu. Cháu cảm ơn các bác. Cảm ơn các bác nha. Đã xem clip. Rồi. Dòng vlog. Ừ. Rong chào khán giả cũng rong ấy. Sáng nay 18 tháng 10. Chào khán giả cũng rong đi. Truyền hình đấy à? Truyền hình của VTV. Đi cắt nào à? Đi đâu? Đi chở thuê cho bà chủ à? Ê. Đấy các bác nhìn quê cũng rong này. Hôm nay đào rộ rịp ở thôn vườn. Hả? Ông vấn rồi. Đấy, chở đào ra nội. Xe đào đầy ắc. Các bác xem một chút phong cảnh của quê cùng trong cái lúc thôi. Đấy. Thôn vườn lắm, đào lắm. Đấy, từ từ cứ bình tĩnh, chưa Tết mà sợ. Các bác xem kênh của Rong Vlog, ủng hộ Rong Vlog nhé. Toàn đào và đào. Ở đây ông lấy điện thoại, số điện thoại đó. Đấy, để bác nhìn đào này. Đấy, chở thế này bác chở nào được? Ngang được. Bó lồm chồm quá nhỉ. Bao nhiêu cây của cháu, bao nhiêu cây? Cây ạ? Ừ. 20 cây. Bán cây. Bán nhà bán được nhiều chưa? Bán được nửa nửa tí chứ. Chắc 3.9 vạn. Ừ. Đấy, thôn vườn tầm này vui lắm ạ. Nhà nào có tiền. Nhà phấn khởi. Rong làm với lốc là tiền nẻ không biết. Ừ. Anh chào khán giả ông Rong ấy. À, chào khán giả ông Rong nhá. Rồi, năm nay là thu nhập được bao nhiêu tiền? Hôm nay kém lắm. Kém hôm nay chắc trăm hơn trăm kém rồi. Ừ, thế rồi á. Ừ. Đi Lào ừ. Gần tỷ này. Đúng không? Gần tỷ. Gần tỷ. Trên trăm là gần tỷ rồi. Đúng rồi. Đây là đào, đào này anh bán được chưa? Ừ. Đấy. Được, mang Hà Nội giao à? Mang Hà Nội đấy. À, mang Hà Nội. Đấy, quê hương của Rong này. Tấp lập đào luôn đi. Đấy. Rồi, cảm ơn. Đấy, bà xã. Nợ lực nữa. Hai vợ chồng vui như Tết. Đấy, cho con gái đấy hả? Đấy, các bác ủng hộ kênh của Rong Vlog nhé. Một mẫu nhỏ nhỏ nữa. Sáng 17-18 tháng 12 quá, thôn vườn tất bật, độ 5-6 nữa là khu này là hết sạch, không còn cây nào, vận chuyển đi mọi miền tổ quốc, sang cả Đài Loan các bác. Ôi, các bác xem kênh ủng hộ của ông Long Vlog nhé, cảm ơn các bác nhé.